Xin chào anh em, và chiếc video clip này mình quay vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, ngày cuối cùng của năm đó nghe. Clip quay lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới dựng xong để đăng nè, mọi người cùng xem nhé. Túi giày của mình số 12. À, ai muốn mua túi giày, vỡ, bóng thì link trong phần mô tả nha. Áo mình hôm nay số 21. Đó, này có code Kim Messi. Code này là cầu thủ luôn rồi. Đó, hay quá. Là code là quen. Code trẻ. Hay code là code là quen. Còn code là quen, từ quen kia. Code là MC này vô đá, em đứng thế MC thôi. Bầu tới. Trời, lâu quá gặp bầu luôn. Đó, mấy anh em đang đá trong rồi. Hiện nay có trận đá banh giao hữu ở sân Hoàng Khôi, quận 2 với mấy anh em đội trẻ Lễ Minh FC. Thì cũng lâu lắm rồi mấy anh em trẻ mới tập luyện trở lại. Sắp tới, sau khi mình học huấn luyện viên xong và có bằng rồi, chắc sắp tới mình sẽ hỗ trợ. À quên, đến chính xíu. Trước buổi đá banh này 10 ngày thì mình đã có buổi nhận bằng huấn luyện viên Futsal Level 1 được cấp bởi AFC tại trường Đại học Văn Lang rồi nha. Khóa học này rất là bổ ích cho bản thân mình luôn á. Nó đem lại rất là nhiều kiến thức và tư duy và phương pháp huấn luyện bóng đá. Những thứ mà trước đây mình chưa bao giờ biết tới luôn. Đúng là một khóa học hết sức tuyệt vời đối với bản thân mình. Và với những điều đã học đó thì trong tương lai thì sẽ cố gắng sáng tạo những video clip hữu ích để giúp cho các bạn đang còn yếu kém về kỹ năng bóng đá sẽ mau chóng tiến bộ hơn. Còn anh em nào đá bóng giỏi rồi thì xem cho vui cũng được nha. Biết là tất cả mọi người vào kênh mình xem chỉ thích coi bóng đá giải trí các kiểu thôi, nhưng vừa giải trí vừa nạp thêm kiến thức hữu ích thì cũng tốt mà, đúng không nào? Ai ủng hộ thì comment ngay cho Thi biết nhé. Còn bây giờ trở lại sân bóng nào. Sẵn thì đang ở sân thì trước khi đá thì mình chia sẻ vài tí xíu về thế nào gọi là đá bóng hay, đá banh hay, đá bóng hay, đá bóng giỏi thì nó gọi là như thế nào. Thật ra thì đơn giản thôi. Chẳng hạn như một cầu thủ văn phòng thì chắc chắn sẽ đá không hay bằng các cầu thủ chuyên đi đá phong trào giống như mấy ông Kim Messi, Đinh Thành này nọ. Nhưng mà nếu như mà ông Đinh Thành, Kim Messi rồi Kihaya gì đó hay đá Lễ Minh mình trước đây á, thì nếu mà ra đấu trường futsal chuyên nghiệp thì chắc chắn không đá hay bằng những cái cầu thủ futsal chuyên nghiệp. Rồi, đơn giản thôi. Thì nếu như những cầu thủ futsal chuyên nghiệp đó của cũng chưa chắc là sẽ đá hay bằng các cầu thủ mà ở trên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa chắc sẽ đá hay bằng các cầu thủ ở các tầm châu lục như châu Á hoặc là các đội bóng bên châu Âu, châu Mỹ. Đó. Thì để định nghĩa việc đá bóng hay hay không hay thì rất là khó để định nghĩa. Mình chỉ biết là ok, đá tốt hoặc không tốt thì trong một cái môi trường nào đó mới có thể so sánh được. Chẳng hạn như mấy bạn ở đây có lẽ bạn sẽ đá tốt hơn trong cái môi trường của bạn là cái môi trường trẻ U. Nhưng mà nếu mà lên một cái môi trường khác thì các bạn sẽ khó khăn hơn trong cái việc thi đấu và giành chiến thắng. Nên thành ra để định nghĩa đá hay hay đá dở thì cũng rất là rắc rối và khó. Nên thôi thì cứ cố gắng tập luyện hàng ngày. Hôm nay tiến bộ hơn hôm qua một chút và ngày mai chắc chắn phải tiến bộ hơn hôm nay. Như vậy là ok rồi. Rồi vậy đi ha. Tâm sự tâm tình tí cho vui vậy thôi. Rồi giờ thì vô đá nè. Còn nghĩa tách phát rộng ra. Trường cao đi trường, trường cao đi trường, trường cao đi trường. Hả? Quay, quay lên. Trời ơi, một mình thì quay lên. Giao đi, giao đi. Thả đi trường, thả đi trường. Thả ra lên trường. Phát rộng, phát rộng. Phát rộng. Vòng vòng đó làm gì? Giọng của coach Kim Messi ở ngoài to dữ trời. Quân quay lên. Bước lên đi Quân, bước lên đi Quân, sao đâu Quân, bước lên đi. Chịu nổi hả? Rồi, ta chuyền về thôi. Rồi. Được quấn. Qua xong che hết bên bên luôn. Sau 20 phút thi đấu thì lúc này trẻ Lễ Minh đã có bàn thắng mở điểm được ghi bởi Lâm Trường
mà bàn thắng lại không xuất phát từ những pha phối hợp ăn bàn mà là từ sai lầm của cầu thủ đối thủ. Tấn cao đi. Tùng dòng lại. Không có gấp, người ta đâu có press đâu Tùng. Bàn thắng thứ hai cũng tương tự, tận dụng sai lầm của đối thủ để ghi bàn. Đội bạn đã nằm suốt nên việc triển khai thế trận của các bạn trẻ trở nên rất khó khăn, hầu như chỉ đá phòng ngự phản công. Sao qua được Tú. Đội trẻ thì tuyển được 3 bạn keeper, bạn nào chụp cũng tốt. Futsal thì vậy, cầu thủ có thể đá không hay nhưng keeper thì buộc phải giỏi nhé. Tú. Hay da, đội mấy ông này không có keeper nên đá 5 cầu từ đầu đến cuối trận luôn. Mà kèo này không có trọng tài thổi nên mặc nhiên trả banh về thủ môn một cách là thoải mái luôn. Chứ luật đá sân 5 thì không có cho tự do trả bóng chuyền về như vậy đâu. Cũng chính vì vậy mà công cuộc pressing tầm cao của đội mình để thu hồi bóng trở nên rất là khó khăn. Dễ. Giữa. Yeah, Kim Messi đã vào sân rồi. Gánh tim đi anh. Thôi em. Ok. Thôi. Wow, anh em thấy hay thì like đăng ký kênh nha. Đã có bàn thắng thứ 3 và người ghi bàn đó là Tùng 20. Đây là một pha xử lý rất tốt. Một pha La Cresta qua người và lớp bóng qua đầu thủ môn, bóng ghim thẳng vào góc A. Được anh. Cầu này chân phải nè, cứ cho đi hết về phía bên trái thôi. Tiếc quá, suýt cắt được. Một pha phối hợp bậc tường tốt, nhưng cú dứt điểm chân trái khá yếu. Hai cục, giống Việt Nam quá. Thủ môn thì đứng yên cho đệm khung thành trống luôn rồi đó. Pha này mà đệm trúng hai cục dọc văng ra ngoài chắc cười đau bụng luôn quá. Đây là bài 3-2 cơ bản. Lâm Trường từ giữa cắt xuống đáy biên, hút hậu vệ cuối theo người.
Lúc này Tùng chuyền bóng cho Lâm Trường thì mình cắt sâu cột 2 để nhận đường chuyền ngang ghi bàn. Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nhé. Vậy. Bả. Gãy rồi. Chưa. Trời ơi, sớm em. Sớm, ngon. Đây, xin. Lại là La Coresta của Tùng 20. Nè, được. Qua đâu. Đây, cái nữa. Tốt nghĩa. Đây là Tấn Nghĩa, bạn này là thợ cắt tóc ruột của mình đó nghe. Và vừa rồi là một pha lắc người gãy hết ba cầu thủ đội bạn. Tiếc là đường truyền lên cho mình hơi sâu. Bước qua. Đây Nghĩa. Giữa châu. Ấy. Lên. Lên. Cột 2 nè Messi ơi. Cầu này đang theo rất sát mình. Cắt ra biên để tạo khoảng trống cho ông đội nè. Say. Tập xe ơi. Một pha bật tường rất là điệu đà giữa Tấn Nghĩa với Kim Messi. Sau tình huống đó thì Nghĩa đã đối diện goal ở một góc rất là hẹp và khó ghi bàn nên chuyền về cho Kim Messi dứt điểm cũng là hợp lý thôi. Cú sút của Kim Messi thì miễn bàn nhé. Tùng mở về, Tùng mở về. Chạy lên nói chi Tùng. Chặt, sớm. Vâng. Chuyền sớm. Đắp. Ok. Rồi, về, không lỗi, cha Chiên. Mở ra tú. Rồi. Thủ môn Mai Thanh Tú vẫn rất xuất sắc trong khung gỗ. Tùng gọng ra. Tùng chạy dây bí lắm Tùng. Kẹp, Chiên thì bước lên, Lên chèn bước lên. Canh cái đường chèn ta vừa lặn là bước. Rồi lên. Rồi Tùng đứng lại không lùi nữa. Có hai người trước mặt thôi. Đang không có lực ra biên. Đang không có lực chèn về hoài luôn. Mẹ. Lụm. Rồi gán theo cho tao. Gán cho tao quay lại. Ok. Lên 2-1. Tới Tùng. Ok. Trời ơi sút luôn em. Các chèn quân. Rồi, đứng lại. Bán 2, thủ đi em. Trường ơi. Banh lăn á, banh. Rồi, ok, đủ. Hợp. Rồi, Tùng nhóm lên, Tùng nhóm lại. Banh lăn là mình bước ra. Chèn gì xong bước, lên. Lên, ok. Dính.
Ok. Ôi sao đã vậy? Bạn hai, tách ra em. Trời, chị mất bài chưa? Ok. Chặt chồng thôi, hết. Nhớ mà siêu phát, không đội sâu quá. Phát chưa? Nhưng lùi sâu quá rồi. Lùi sâu quá rồi. Rồi bạn đã nằm suốt luôn. Chứ không có keeper. Rồi canh canh nhóm lên, phát nhóm lên, nhóm lên. Sân nhỏ. Rồi bước cái. Các cái đường truyền về rồi bước. Ok. Bước đâu kìa. Phát bước, phát bước. Tốt tốt. Okay. Lại là La Coresta. Và pha này là của Lâm Trường. Ok. Dạ không nổi luôn trời. Kim Messi vẫn nhắc liên tục trong khu chiến thuật. Ôi. Không biết mấy anh em ở trong bị nhắc nhiều quá đá có quán gà không? Rồi, Messi vô. Có lẽ anh ấy phải đích thân ra tay. Không qua được Tùng không? Đúng không? Không có bàn thắng. Có Messi đá dưới là chắc chắn rồi. À, đá ngược. Quá đầu. Đổ mà em. Không trả về cho đó, trả về Messi đóng rồi. Trường bảo vệ bóng rất tốt. Tấn Nghĩa dứt điểm. Thêm cú sút nữa. Vẫn không có bàn thắng. Messi. Messi mất banh rồi. Hạ anh một. Tùng vẫn về một lót kịp. Cú dứt điểm. Không vào. Chạy về thôi. Ôi trời gì vậy? Ôi trời. Ngoài dầu rồi. Lúc này thì mình tính chỉ lên đá biên tiếp thôi. Tại ăn nhiều rồi nên cũng không sao. Nhưng đội bạn cũng rất là fair play. Công nhận bàn thắng cho mình và lên giữa sân giao bóng như vừa bị ghi bàn. Để góc đi, để góc đi. Nào nào, cùng xem lại pha dứt điểm từ sân nhà của mình nào. Phải công nhận là thủ môn đội bạn bay người đẹp tuyệt vời luôn anh em ạ. Và anh em đừng quên nhấn like cho pha bay người của đội bạn nhé. Đang nghe. Đó đó, mấy anh em trẻ liệu mình thấy chưa? Code vô là ghi bàn liền thấy chưa? Anh em không hỏi nha. Trong pha này mình dứt điểm luôn cũng được, nhưng tư thế không thuận chân cho lắm, nên chuyền cho Messi ok hơn. Và cú chích mũi của Kim Messi thì không thể nào chê được rồi. Nói chung, trong đội có ông nào hay thì dồn hết banh cho ông đó xử lý, có phải ok hơn không? Đẻ Tân. Tân. Bà đâu?
Đủ. Bước 1 rất ngon nhưng pha xử lý sau đó lại không tốt. Đá sân 5 mà cho tự do truyền về thủ môn thì dí có đằng chơi. Mệt quá. Giờ đá quay clip mệt. Ok, keeper hay. Bốn không à? Ok. Ok. Đứng dậy phải. Hết cây. Cú dứt hết cây của Messi. Anh em trẻ Lê Minh đá sao á, để cốt phải ra tay hoài luôn. Messi. Nhẹ nhàng. Thêm một bàn thắng nữa và người ghi bàn là anh Quân. Tháo Tùng. Vậy món ngoài Messi. Ok á. Ok á. Cầu thủ trẻ này ok đấy. Nói chung thì tới lúc này thì đội bạn chắc là xì rồi. Xìu luôn rồi. Nên thành ra cứ để bóng cho thoải mái mà sút mà ghi bàn thôi. Pha bật tường giữa Kim Messi với lại Nghĩa 11. Ô chà. Gãy luôn. Hay quá Nghĩa ơi. Tổ Messi ơi. Ở trong sân là 12. Ở ngoài sân đang là 21. 1-2-2-1. Oh, mít rồi. Được chuyền hơi sâu. Pha này anh em làm theo anh Kiên được nè. Che hết đường chuyền về cho đi dọc biên. Đối thủ đi dọc biên thì có Tùng 20 ra lót. Lúc này anh Kiên che hướng đi vào trong của cầu thủ đội bạn. Lót cho Tùng là xong bài. 1-1. Nghĩa. Quân 0-5. Ồ, pha qua người của Kim Messi. Ồ, không vào. Ui. Quá đầu. Chúng ngay mặt. Đã về trường. Em đi nè anh Bảo. Ok em. Đội bạn thua cũng nhiều quá rồi. Chắc chỉ đá cho để hết giờ thôi ấy. Nhưng anh em trẻ Lê Minh vẫn tập trung đá. Không hề có thái độ buông thả hay cà rỡ gì hết. Trường. Thank you.
Bài 1 chống 2, che đường chuyền và bắt hướng đi xuống. Chờ em. Mũi lượng. 2-1. Không ai hỗ trợ. Trời. Rồi đủ người. Bài 2-3, bắt chân thuận, che hướng dứt điểm. Nếu đối thủ chuyền bóng đi thì giữ người không để bị hút theo banh. Keeper đá côn. Pha này bí quá nên mình dắt bóng ra biên, cài người và chờ đối thủ vô mạnh chịu đau lấy lỗi. Lúc này thì máy quay POV đã hết pin rồi, mình đã gỡ máy ra để tập trung đá phần còn lại. Đứng lại thôi các chị. Liên tiếp là ba cú dứt điểm nhưng cũng không thể xuyên thủng mảnh lưới của thủ môn Anh Khoa. Haha, tập skill nhiều để làm gì, lâu lâu cũng phải ứng dụng một tí chứ hả? Sao lưng? Ừ. Bàn thắng này mới cuối năm nè. Và đó cũng là bàn thắng cuối cùng của mình trong năm 2021. Dốt sổ trận đấu này luôn nghe. Sau đó thì mình ra nghỉ, cả đội vẫn còn đá tiếp thêm 15 phút nữa, nhưng mình không quay nữa. Vì lúc này nó cũng đã nhạt như lã rồi. Anh em nào xem đến lúc này chắc cũng là phát chán rồi đúng không nào? Nhưng thôi, dù gì thì cũng đã ra rất nhiều mồ hôi, nên em hãy cứ like và đăng ký cho view clip này nhé. Ok, về nhà rồi nha. Tắm rửa gội đầu xong xuôi rồi, sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Nói chung cũng kết thúc một cái trận banh. Mừng đội trẻ Lễ Minh FC đã có trở lại với lại lịch tập luyện trong thời gian sắp tới. Tuyến trẻ này chưa có tuyển thêm thành viên, nếu mà có tuyển thì mình sẽ thông báo cho anh em biết sau. Và cũng đa số là dành cho những em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn những em ở thành phố khác thì chắc khó, nếu như mà có tuyển thì chắc cũng khó mà có thể theo tập luyện được. Và đội thì tập theo kiểu có huấn luyện viên, có bầu, có bài bản này nọ, chiến thuật này nọ rất là đầy đủ. Thì mục đích tập thì cũng là để cho anh em có sân chơi, cọ sát và nếu mà có giải đấu thì cũng tham gia thôi. Còn không phải là giống như các câu bộ futsal chuyên nghiệp tập có trả lương này nọ nên ra xác định là đá với trẻ Lê Minh FC thì cũng chỉ là một cái nơi để giao lưu, thể hiện kỹ năng và thỏa mãn cái đam mê bóng đá trẻ, chứ không thể xem nó là một cái công cụ để mà kiếm tiền. Nếu mà kiếm tiền thì tốt nhất nên đi đá banh chuyên nghiệp cho các bộ futsal chuyên nghiệp giống như Thái Sơn Nam, Tân Hưng, hoặc là đá sân lớn giống như V-League, giống như câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC, rồi Sông Lam Nghệ An hay Hà Nội gì đó nha. Nay gặp đội bạn cũng nói chung cũng biết đá, không phải là không biết đá đâu, nhưng mà không có keeper, đội bên đó không có keeper nên thành ra đá banh mà futsal mà không có keeper là xác định là lấy một cái rổ banh đem về thôi. Cũng ham mấy 30 trái gì đó. Thôi, nói chung cũng không sao nha. Rồi, nếu anh em thấy hay, nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ các video clip mình cho thời gian sắp tới nha. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại.